Xin chào mọi người nhé, đây là ca môi vừa dứt kim được thực hiện trong vòng 1 tiếng 30 phút. Phun môi công nghệ châu Âu nhé, collagen phủ bóng, nano hạt siêu mịn luôn. Tông đỏ cam là chủ đạo. Trong màu rất là tự nhiên. Cái này mua trên Shopee bao nhiêu tí nhỉ? Không sưng, không đau, không cần nghỉ dưỡng nhé. Thứ bảy em có mặt ở nhà, ai muốn đặt lịch làm môi thì inbox cho em nha. Không sưng, không đau, làm xong như đánh son luôn. Màu khá là đẹp. Tông là đỏ cam là chủ đạo. Mà dùng cái tê tít kia ổn được nhỉ? Tôi thích cao hơn thế này đấy. Siêu tươi. Màu siêu tươi này. Ai muốn làm môi inbox cho em nha. Cảm ơn cả nhà.